Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của kênh YouTube Bóng đá Việt Nam. Ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi đến với những thông tin nóng nhất trong ngày, ngày 2 tháng 8. Có lẽ là dư âm của đêm concert Blackpink vẫn còn đọng lại trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Đã rất lâu rồi mà Sân vận động Mỹ Đình mới tổ chức một chương trình sự kiện văn hóa thể thao lớn đến như vậy. Tuy nhiên, thì bên cạnh những khoảnh khắc đẹp và xúc động sau hai đêm diễn, thì mới đây hình ảnh của Sân vận động Mỹ Đình lại hiện lên rất là đáng buồn, từ bề mặt sân cỏ cho đến chất lượng các hạng mục đều xuống cấp trầm trọng. Sau hai đêm 29 và 30 tháng 7, diễn bùng cháy tại sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, nhóm nhạc Blackpink đã ngay lập tức về nước. Với sân khấu hoành tráng cùng với biển người ngồi xem đã tạo nên một bầu không khí vô cùng mãn nhãn. Khu vực sân cỏ được che lại và làm chỗ ngồi cho khu vực hàng ghế VIP phục vụ cho sự kiện. Ghi nhận vào chiều ngày 1 tháng 8, khu vực sân khấu vẫn chưa được thu dọn xong. Hàng chục container vẫn chờ ở bên ngoài để di chuyển những vật tư lớn. Đáng chú ý, mặt cỏ sân vận động Mỹ Đình giờ đây không còn xanh mướt như trước nữa mà đã có những mảng lớn chuyển màu vàng. Theo ông Nguyễn Trọng Hổ, Giám đốc khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình chia sẻ với báo chí, ông khẳng định rằng tình trạng mặt cỏ sân Mỹ Đình như hiện tại là vẫn bình thường. Trước đây, sân được che lại 15 ngày cũng không ảnh hưởng và tất cả đã có trong kế hoạch dự kiến trước đó. Đây không phải là lần đầu tiên sân vận động Mỹ Đình có tình trạng mặt sân nhiều chỗ cỏ bị úa vàng. Tháng 5 năm 2022, Ban tổ chức đại hội đã lắp đặt thiết bị để chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games vào tối ngày 12 tháng 5. Mặt sân được phủ bởi 4 lớp khác nhau. Thời điểm này, Ban tổ chức đại hội đã có một lần yêu cầu phải mở lớp phủ trên mặt sân ra trong 3 ngày để cấp cứu mặt cỏ sân Mỹ Đình. Phải đến trước khi buổi sơ duyệt, tổng duyệt và lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra, các lớp phủ này mới được lắp đặt lại. Ngay trong đêm 12 tháng 5, khi lễ khai mạc SEA Games kết thúc, các đơn vị thi công đã phải tháo dỡ trong đêm để trả lại mặt cỏ cho sân Mỹ Đình. Dù vậy, sau nhiều ngày bị bịt kín, cỏ đã úa và chết. Tuy khi đi qua có vẻ như bên ngoài sân đã được dọn dẹp tương đối sạch sẽ, nhưng có thể thấy rõ rất nhiều túi rác vẫn được để gom lại ở nhiều khu vực xung quanh sân vận động Mỹ Đình, mặc dù sự kiện đã diễn ra 2 ngày tính đến thời điểm được ghi nhận. Như vậy là đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta đã kết thúc chuyến hành trình tại World Cup nữ 2023. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những tổng hợp sau giải đấu này. Bài học mà toàn đội rút ra là gì sau những trải nghiệm tuyệt vời tại giải đấu nữ lớn nhất hành tinh? Trận thua 0-7 trước Hà Lan đã khép lại kỳ World Cup đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam với nhiều cảm xúc khác nhau. 3 trận đấu, 270 phút, không có một bàn thắng và phải nhận đến 12 bàn thua. Các tuyển thủ nữ Việt Nam, ngay lần đầu bước ra sân chơi lớn nhất thế giới, đã phải đối diện với tất cả những gì được xem là tinh túy nhất của bóng đá nữ thế giới. Họ phải chạm trán với nhà đương kim vô địch thế giới Mỹ, gặp á quân thế giới Hà Lan, ngay cả với đối thủ cùng bảng, lần đầu dự World Cup và được xem là dễ chơi như Bồ Đào Nha, các cầu thủ Việt Nam đã phải vắt kiệt sức để san lấp đi những khoảng cách rất lớn, đặc biệt là thua thiệt về thể hình và sức mạnh. Chứng kiến những nỗ lực của các học trò trong việc lăn xả để hạn chế bàn thua hơn là tìm cách ghi bàn vào lưới đối thủ, huấn luyện viên Mai Đức Chung càng hiểu hơn về khoảng cách thực tế của bóng đá nữ Việt Nam với sự phát triển của bóng đá nữ thế giới. Điều mà lâu nay ông cùng những nhà làm bóng đá Việt Nam chỉ cảm nhận khi so sánh từ những kết quả đội tuyển nữ Thái Lan vốn đã đi trước hai mùa World Cup 2015 và 2019. Vậy là đã có 3 đội tuyển nữ Đông Nam Á từng tham dự World Cup là Thái Lan năm 2015-2019 và Việt Nam-Philippines năm 2023. Từ đó đã có những chiến thắng của bóng đá Đông Nam Á tại sân chơi World Cup. Thái Lan thắng bờ biển Nga 3-2, Philippines thắng New Zealand 1-0. Nhưng chưa một đại diện nào của Đông Nam Á vượt qua được vòng bảng. Điều đó khẳng định khoảng cách của bóng đá Đông Nam Á so với bóng đá thế giới vẫn còn rất xa. Với riêng đội tuyển nữ Việt Nam, chưa có bàn thắng và chưa có trận thắng nào, không hẳn là thất bại khi nhìn vào những đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại bảng E World Cup 2023, toàn là những đội cơ bắp, đầy sức mạnh và kỹ thuật giỏi. Trao đổi sau trận thua đậm trước Hà Lan, cả huấn luyện viên Mai Đức Chung lẫn tiền vệ Dương Thị Vân đều thừa nhận rằng World Cup là một sân chơi quá lớn, các đội quá khỏe và quá mạnh. Phần tích cực của đội tuyển nữ Việt Nam là yếu tố tinh thần, là sự lan xả với những nỗ lực không từ bỏ, là rút ra được nhiều bài học cho riêng mình. Nói rằng thua cả 3 trận, thua đến 12 bàn và không tìm được bàn thắng nào mà không buồn thì không đúng. Nhưng quan trọng là từ những trận đấu cọ sát tại World Cup này, những nhà làm bóng đá Việt Nam sẽ ngồi lại thực thi điều gì để tiếp cận với sân chơi thế giới. Bóng đá nữ Nhật Bản mới thắng Tây Ban Nha 4-0 và là một thế lực của bóng đá nữ thế giới. Nhưng người Nhật vẫn không quên ngày 29 tháng 4 năm 1999, họ từng bị đội tuyển Mỹ đánh bại tới 9-0 tại Charlotte, Carolina. Cũng từ cái ngày bị đội tuyển Mỹ hạ nhục ấy, bóng đá Nhật Bản đã xây dựng một chiến lược đúng đắn. Và 12 năm sau, họ thắng chính đội tuyển Mỹ trong trận chung kết World Cup 2011 để bước lên ngôi vô địch thế giới.
hy vọng là từ trận thua 0-7 ở trận cuối cùng World Cup 2023 hay 12 bàn thua ở kỳ World Cup đầu tiên, bóng đá nữ Việt Nam sẽ có những đầu tư đúng đắn để nâng tầm hơn là cứ quanh quẩn hài lòng với sân chơi SEA Games, rồi than thở làm bóng đá nữ quá khó vì doanh nghiệp ít quan tâm và những nhà tài trợ cân nhắc. Dù thành tích của đội tuyển không thực sự tốt tại World Cup nữ 2023 vừa rồi, thế nhưng VFF và các nhà tài trợ vẫn quyết định dành tặng những phần thưởng để bù đắp cho những nỗ lực và tinh thần chiến đấu cuột cường của những nữ chiến binh sao vàng trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng 1,8 tỷ đồng sau 3 trận đấu tại vòng bảng World Cup nữ 2023. Theo thông tin từ VFF, sau trận đấu cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã tới thăm hỏi, động viên toàn đội. Trước sự nỗ lực thi đấu của các cầu thủ nữ, thường trực VFF quyết định tặng thưởng 500 triệu đồng để động viên tinh thần toàn đội, nâng tổng số tiền thưởng nóng từ VFF cho đội tuyển nữ Việt Nam sau 3 trận đấu tại vòng bảng là 1,8 tỷ đồng. Không phải chỉ thắng trận các bạn mới được thưởng, quan trọng nhất là sự nỗ lực của từng người, từng cầu thủ và cả tập thể đội bóng được đông đảo mọi người ghi nhận. Sau giải đấu này, chúng ta còn các giải đấu trước mắt để làm tiền đề cho mục tiêu lớn trong tương lai. Hy vọng rằng tại World Cup nữ 2027, chúng ta vẫn được góp mặt. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu, thay mặt toàn đội, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cảm ơn tình cảm, những lời động viên của lãnh đạo VFF, cảm ơn thường trực VFF đã luôn tạo điều kiện cũng như kịp thời động viên, trân trọng những nỗ lực của toàn đội. Tại World Cup nữ 2023, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nằm chung bảng với đương kim vô địch Mỹ, đương kim Á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha. Đội bóng của chúng ta xuất quân gặp đội tuyển nữ Mỹ ở trận đấu đầu tiên và phải nhận thất bại 0-3. Ở trận đấu thứ hai, đội tuyển nữ Việt Nam thất bại 0-2 trước Bồ Đào Nha và tới trận đấu cuối cùng, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chịu thua 0-7 trước đội tuyển Hà Lan. FIFA đã gửi lời tri ân đến những cô gái chiến binh sao vàng. Sau những gì mà đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện tại hành trình World Cup nữ 2023 vừa qua, thông điệp mà FIFA muốn gửi gắm đến là cảm ơn Việt Nam. Dù đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại World Cup 2023, nhưng những màn trình diễn của đội tuyển nữ Việt Nam xuyên suốt giải bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn được đánh giá cao. Cảm ơn Việt Nam, đó là lời động viên, chúc mừng, một lời chào từ FIFA trên trang chủ để gửi tới thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tại sân chơi World Cup. Các cổ động viên Mỹ giờ đã biết thủ môn Kim Thanh là ai. Siêu sao Alex Morgan của đội tuyển Mỹ từng thực hiện quả phạt đền và bị Kim Thanh cản phá trong trận đấu thuộc bảng E của đội này. FIFA đăng lại clip về thủ thành của đội tuyển Việt Nam từng khiến người hâm mộ khắp thế giới thán phục Kim Thanh nói riêng và đội tuyển nữ Việt Nam nói chung. Tại World Cup 2023, Việt Nam là một trong 8 đội lần đầu được góp mặt, bao gồm chủ nhà New Zealand. Sau 3 lượt trận, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung toàn thua, không có được điểm nào và xếp cuối bảng E. Thành tích đoạt vé dự World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam dù vậy vẫn được đánh giá là kỳ tích và bước đột phá. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng nhiều lần đánh giá cao những tiến bộ và thành tích của bóng đá Việt Nam trong những năm qua. Trong cuộc gặp Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Trần Quốc Tuấn tại New Zealand, ông Infantino cũng gửi lời chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam. Theo kế hoạch, ngày 3 tháng 8, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ về nước. Đội nghỉ ngơi một tuần trước khi tập trung trở lại để chuẩn bị cho ASEAN 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Truyền thông Đông Nam Á đã dành sự quan tâm lớn đến các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam trong hành trình World Cup 2023 vừa qua. Họ đã nói gì sau 3 trận đấu vừa rồi? Sau trận thua cách biệt 0-7 trước đội tuyển Hà Lan ở lượt trận cuối bảng E, đội tuyển nữ Việt Nam chính thức khép lại hành trình tại vòng chung kết World Cup nữ 2023. Một số tờ báo Đông Nam Á ngay sau đó đã đưa ra những đánh giá đáng chú ý về màn trình diễn của đội tuyển nữ Việt Nam trước Hà Lan. Trong đó, tờ Thairat của Thái Lan gây chú ý với bài viết có tiêu đề 3 trận đấu, 0 bàn thắng, Việt Nam thua đậm Hà Lan và khép lại hành trình của World Cup nữ 2023. Mô tả lại trận đấu, tờ báo xứ Chùa Vàng bình luận, Việt Nam đã không thể cưỡng lại sức mạnh và để thua Hà Lan với tỷ số áp đảo 0-7. Kết quả này khiến Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí cuối bảng E sau 3 trận toàn thua. Họ bị thủng lưới 12 lần sau các trận thua Mỹ 0-3, thua Bồ Đào Nha 0-2 và thua 0-7 trước Hà Lan. Như vậy, đội tuyển nữ Việt Nam chính thức nắm tay người bạn Philippines về nước. Đội có một chiến thắng, thua 2 và xếp cuối bảng A. Một tờ báo khác của Thái Lan là Matichon cũng đưa ra lời nhận xét. Hà Lan đánh bại Việt Nam với tỷ số 7-0. Tuyển nữ Hà Lan giành ngôi đầu bảng với 7 điểm. Ngược lại, các cô gái Việt Nam chỉ có thể đứng cuối bảng sau 3 trận toàn thua, không ghi được bàn thắng nào và phải nhận tới 12 bàn thua. Ngay sau trận đấu với Hà Lan, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã có những đánh giá cùng lời khen ngợi đặc biệt gửi tới thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Trên trang chủ chính thức, AFC mở đầu với bài viết
đội tuyển nữ Việt Nam chính thức kết thúc chiến dịch World Cup 2023 sau thất bại 0-7 trước đội tuyển nữ Hà Lan. Với mục tiêu vượt Mỹ để giành ngôi đầu bảng E, Hà Lan đã tạo ra liên tiếp những làn sóng tấn công ở những phút đầu trận. Họ dẫn trước Việt Nam 5 bàn trước khi hiệp 1 kết thúc. Dẫu vậy, Liên đoàn bóng đá châu Á cho rằng đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã phản kháng mạnh mẽ hơn sau giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu. Hà Lan chỉ ghi thêm 2 bàn thắng nữa trong hiệp 2. Câu lạc bộ màu da cam tiến vào vòng 1/8 với tư cách là đội dẫn đầu bảng E, trong khi Việt Nam rời World Cup với rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ trên hành trình. AFC viết. Bên cạnh đó, AFC còn chỉ ra tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của đội tuyển nữ Việt Nam. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã khởi đầu rực rỡ và lẽ ra có thể vượt lên dẫn trước trong 5 phút đầu trận. Trận đấu tối qua giữa câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ Bình Định đã kết thúc không hề êm đẹp. Các cầu thủ và ban huấn luyện bên phía Tobelem Bình Định đã vô cùng bức xúc trước các trọng tài. Hãy cùng đến với những chia sẻ của huấn luyện viên Đức Thắng về câu chuyện này. Trở lại với V-League, trận đấu đầu tiên tại vòng 4 giai đoạn 2 giữa Viettel và Bình Định đã kết thúc. Dư âm về công tác trọng tài chính trong trận đấu khiến những người trong cuộc không thuyết phục. Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, toàn bộ các thành viên trên băng ghế dự bị đã có những phản ứng gay gắt với các trọng tài. Hệ quả là rất nhiều chiếc thẻ phạt được rút ra. Trả lời về trọng tài trong trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng tỏ ra bất lực và không nói lên lời với những vị vua áo đen. Tôi thấy ông có nhiều lần không hài lòng trọng tài mà thân đội mình cũng thế. Tôi đánh giá nào về cái thôi, chả đánh giá đâu. Tôi không muốn đánh giá nữa. Chán rồi. Xin hỏi anh là mấy tấm thẻ cuối của đội sau trận, tình huống cụ thể là gì anh nắm được không ạ? Tôi không muốn nói nữa. Xin hết. Vì cái công việc đấy thì tôi đã nói từ đầu rồi. Không muốn nói nữa. U23 Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Liên đoàn. Mới đây, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã triệu tập bổ sung một cầu thủ. Đó là ai? Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, U23 Việt Nam đang tích cực rèn quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội, chuẩn bị cho giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Lực lượng U23 Việt Nam của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có nòng cốt là lứa trẻ U17, U20. Do các giải đấu chuyên nghiệp đang diễn ra, quân số hiện tại của đoàn quân áo đỏ chưa được đầy đủ như kỳ vọng. Mới đây, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã triệu tập bổ sung cầu thủ Nguyễn Chính Đăng đến từ câu lạc bộ Phù Đổng lên U23 Việt Nam, nâng quân số trong danh sách tập trung lên 28 cầu thủ. Trước đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng gọi bổ sung tiền vệ La Nguyễn Bảo Trung đến từ câu lạc bộ Công an Hà Nội là cầu thủ thứ 27 của U23 Việt Nam. Dù ban đầu, chiến lược gia quê Khánh Hòa chỉ triệu tập 26 gương mặt. Dự kiến U23 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại Hà Nội trước khi lên đường sang Thái Lan tập huấn từ ngày 14 tháng 8 và chính thức bước vào giải U23 Đông Nam Á 2023 từ ngày 17 tháng 8. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bóng đá Việt Nam ngày 2 tháng 8. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube bóng đá Việt Nam để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trong ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.